bị hạch ở vùng dưới cằm xung quanh cổ chảy lên gáy, dùng loại thuốc đông y nào để tan hạch ạ? Em cảm ơn. Chào bạn, đối với hiện tượng hạch lên cổ thì nhà thuốc khuyên bạn là nên đi khám để xác định rõ tình trạng bệnh thì sẽ có hướng điều trị kịp thời. Đối với những loại hạch thông thường thì hiện nay nhà thuốc đang hỗ trợ điều trị để giảm kích thước của u hạch bằng việc sử dụng bài thuốc dân gian từ cây xà đen Hòa Bình. Để biết thêm thông tin chi tiết về bài thuốc này thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn hỗ trợ thêm ạ.